Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua dàn Composite TCR, một dòng xe đạp khung carbon và sử dụng full một bộ set group của Shimano 105. Và cái mức giá đang bán tại cửa hàng chỉ có là 22.800.000. Các bác đã được sở hữu một chiếc xe rất là đẹp, từ thương hiệu Giang, thương hiệu quốc dân trong dòng xe đạp thể thao, được rất nhiều các bác tại thị trường Việt Nam được chuộng cái thương hiệu này. Model TCR cũng rất là cao cấp của Gian về xe đua rồi. Thiết kế khung rất là đẹp, khung khí động học, cản gió và được những cái đường bo rất là mềm mại, rất là đẹp. Tông màu này về tông màu trắng với cả kẻ chỉ đỏ và đen, rất là thể thao và cực kỳ là trẻ trung. Cấu hình của chiếc xe thì cũng rất là cao cấp, cấu hình full một set group 105 giờ 5.8 11 lít và hai đĩa full hết, từ đề chuyển động sau này, đặt đĩa trước và đùi đạp của củ phanh tay lắc full hết một set 105. Lip cũng là lip 105 các bác nhé, full hết. Chủ cũ có để lại trên chiếc xe một cái bidan bi vòng logo. Bidan này đạp rất là sướng, rất là nhẹ chân. Bidan bi vòng. Size của xe là size M, size trung bình. Thì lát nữa em sẽ có một đoạn video ngắn đo size cho các bác xem. Cọc yên cũng là cọc yên carbon này. Ni lông của Ford, nguyên zin. Toàn bộ xe này là em nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng về nguyên zin 100% các bác nhé. Tay lắc 105 này. Tay lắc cặp phanh. Được sử dụng vào cặp phanh Shimano RS11. Cặp phanh này hiện tại rất là hiếm. Có cái giá bán trên thị trường nó cũng dao động từ khoảng 3-4 triệu một cặp phanh. Cặp phanh này rất là xịn của Shimano này. Phần trước phần sau rất là đẹp. Thì những cái dòng Shimano này như các bác chơi xe có tìm hiểu thì Shimano không bao giờ làm bi vòng các bác nhé, chỉ làm bi côn hạt thôi. Nhưng mà cái côn hạt của Shimano này rất là tốt, của Nhật mà, đồ của Nhật bao giờ nó cũng rất là tốt. Và giờ em sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì cái xe nó có size nó tương đối là lớn cho các bác, từ khoảng 1m66-67 đến 76-77 thì phù hợp. Chuyển động đây, có cái chỗ cái lỗ kìa, để các bác bắt phụ kiện của Gian ấy, phụ kiện chính hãng như cái đồng hồ hay là có những cái phụ tùng này có thể lắp được vào đấy. Các bác tìm hiểu thêm ở trên mạng, trên Google có những cái phụ tùng đồng hồ. Đấy là chỗ bắt đồng hồ chính hãng của nó. Và giá bán của chiếc xe như em đã thông báo ngay từ đầu video là 22.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn em lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.